Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, và trong bài này thì mình xin tiếp tục được giới thiệu một bài học tiếp theo về việc sử dụng ảnh Landsat và các một số phần mềm như là ArcGIS. Cụ thể trong video này là ArcGIS để có thể tiền xử lý ảnh vệ tinh, và sau đó thì chúng ta sẽ gộp các cái kênh ảnh lại với nhau, và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách cắt cái ảnh theo khu vực mà chúng ta nghiên cứu. Tức là chúng ta ví dụ như chúng ta chỉ làm cho một cái khu vực vườn quốc gia nào đó thì chúng ta sẽ chỉ cắt lấy cái khu vực đó mà thôi, và sau đó thì chúng ta có thể phân loại và tính toán cái số lượng cell cho từng cái loại mà chúng ta đã phân. Và tôi xin chia sẻ video này thuộc bản quyền của cá nhân tôi, và tôi được phép sử dụng cũng như là upload và chỉnh sửa trên video. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn, và nếu các bạn thấy hay thì sẽ có thể đăng ký kênh hoặc là cho mình một like, một share, một comment để mình có thể có thêm động lực để làm tiếp các cái video tiếp theo cho các bạn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và các bạn có thể khi mà các bạn muốn tìm kiếm cái kênh của mình trên YouTube thì các bạn có thể gõ chữ là Hưng Bùi Vlog. Và sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy kênh của mình như thế này, và có thể ấn vào cái nút subscribe như mình đang chỉ trên màn hình đỏ đỏ để có thể đăng ký kênh, để có thể nhận được những video mới tiếp theo mà mình sẽ ra. Xin cảm ơn các bạn. Tiếp theo chuyển sang các bước tiến hành xây dựng bản đồ. Đầu tiên đi vào bước 1, tiền xử lý ảnh. Tiền xử lý ảnh đối với ảnh Landsat 8 do nhà sản xuất cung cấp về công thức để xử lý ảnh. Tham khảo trên cái website địa chỉ đây. Theo phương pháp thì có hai bước tiến hành, nhưng mà thực chất thì gộp lại làm cái bước này thứ hai. Trong cái công thức này thì có một số thành phần ta cần quan tâm. Ở đây có giá trị chỉ với ảnh Landsat 8 chỉ có giá trị trên ảnh và cái góc thiên địch là khác nhau. Còn hai giá trị MP và AP này thì đối với tất cả ảnh Landsat 8 nó như nhau. Thì các cái thành phần trong công thức mình đã liệt kê ra cái bảng này hết rồi. Ở đây có hai cái tài lượng thay đổi giá trị số trên kênh này và cái góc thiên đỉnh, thì có thể xem tất cả các cái thông tin này trên cái file mình giải nén ra của cái file VMTL này. Đối với ảnh này thì cái góc thiên đỉnh đây là 67 độ 30 phút bao nhiêu giây ấy, thì mình chuyển ra được cái sin của cái góc đấy thì bằng 0,92. Có thể tính bằng cái công cụ này. Đây là kết quả đây, sin của cái góc thiên đỉnh này. Giờ chỉ thay vào công thức thôi. Và các bước tiến hành, ta mở cái phần mềm ArcMap lên. Đây là cái giao diện của phần mềm. Ban đầu khi mở phần mềm mới, cái bước đầu tiên là cái bước tạo đường dẫn. Thì đường dẫn là cái nơi mà chứa tất cả cái tập tin mình tạo ra. Ban đầu khi mới dùng cái phần mềm này thì mình cần phải tạo một cái nơi dẫn đến
cái thư mục mà mình tạo hướng dẫn. Ở đây mình chọn cái thư mục của mình. Ok. Thì tạo cái đường dẫn nằm trong cái folder này. Mỗi một cái xây dựng bản đồ thì mỗi một năm một thì ta nên đặt một cái đường dẫn. Ví dụ đây là mình xử lý trước cái ảnh năm sẽ 8 cho năm 20 năm. Mình tạo đường dẫn 20 năm. Và nhớ tích vào cái phần này để sau này có chuyển sang cái máy tính khác thì nó không bị lỗi, vẫn có sử dụng được các cái file của mình. Sau đó ta lưu luôn lại ra thành cái file đặt tên là 2015. Tiếp theo mở các cái kênh ảnh mình vừa giải nén ra. Đây, end data. Mình để nó ở đây. Ta chỉ quan tâm đến từ pen 1 đến pen 5 thôi. Rồi sau đấy làm như theo bên hướng dẫn. Vào Art Toolbox và theo cái hướng dẫn này. Ban đầu khi mới dùng phần mềm thì ta phải tích cho cái tích bởi cái công cụ Spatial Analysis Tool. Xem lại cái công thức này. Ở cái công thức này chỉ có hai cái giá trị này và cái sin của góc thiên đỉnh này là khác đối với các cái ảnh năng xét khác thôi, còn cái số này và cái này thì là như nhau. Đối với cái ảnh này thì mình tính như sau. Cái này sao? Đây là tính cho band 1 thì ta lưu là band 1. Ok. Ok, xong cái bên 1. Tiếp tục làm tương tự đối với cái bên 2. Chỉ khác có một chỗ là bên 2 đây và cái tên ra thôi. Thì trong Axis này nó có một cái công cụ mà sửa lại cái thao tác vừa nãy. Đây. Cái gì sâu này mình đã để cái này ra đây rồi, cái gì sâu đây thích ở bên trong
Đối với bên số 2 thì sửa giá trị ở trên và cái tên đầu ra thôi. Ok. Thì tương tự thì ta cũng làm như thế đối với kênh 3, 4, 5. Thì sau khi đã thực hiện xong 5 cái bên đấy xử lý xong, ta chuyển sang cái bước tiếp theo là tổng hợp các kênh ảnh. Cái thao tác đây cũng mở Toolbox. Chọn Raster, Raster Processing, Composite Band. Ta chỉ cần lấy 5 band thôi, vì tính NDVI không cần sử dụng quá nhiều. Rồi đặt tên là theo cái tên này. Đợi một chút, tùy vào cái cấu hình của máy mà cái thao tác này nó có thể nhanh hay là chậm. Nó có thể đến 5 hoặc 10 phút. Mình tạm dừng đợi kết quả. Ok, đã tổ hợp xong. Tắt những cái không cần thiết đi. Tiếp theo, chuyển sang cái bước tiếp theo. Đấy là cắt trong cái khu nghiên cứu. Làm thao tác theo cái đường dẫn như thế này. Ở đây ta mở cái ranh giới mà ban đầu ta tạo ra. Đây, cái file ranh giới mà đã chuyển sang hệ WZ84. Ta vào layer và chọn mũi tọa độ và chọn hệ tọa độ, chọn đúng hệ tọa độ. Nếu chọn sai có thể cái ranh giới đó sẽ không nằm trên cái ảnh này. Rồi thao tác theo cái đường dẫn này. Azure Box này, Data Management Tool, Raster Processing Clip. Đây chính là cái clip này. Cái input đưa vào là cái ảnh ta vừa gộp band. Output, chọn cái ranh giới và phải tích vào cái phần user input ở đây. Nếu không tích thì cái ảnh nó cắt ra nó sẽ không bám vào cái ranh giới này mà nó theo một cái hình chữ nhật. Xong cái bước cắt ảnh theo khu vực nghiên cứu, và chuyển sang bước tiếp theo là phân loại ảnh theo chỉ số thực vật NDVI. Đây là cái công thức đối với cái ảnh Landsat 8, nó thực hiện như sau. Tắt những cái này đi. Trước tiên ta gọi cái kênh mà ta đã clip theo cái khu vực nghiên cứu, chỉ tính NDVI cho cái khu vực này thôi, cái khu vực vừa clip xong. Thêm hai cái pen 45 vào.
công tử của NDVI đối với ảnh Lancet 8. Ta đang làm ảnh Lancet 8 cho năm 2015 thì dùng cái công thức này. Tiếp tục dùng cái công cụ After Calculator. Bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây và trong cái hẹn gặp lại các bạn vào những bài học tới. Và cái bài học này thì mình xin phép là chỉ là tiếng Việt, bởi vì trong những cái video này thì nó khá là dài, do đó mà mình sẽ khó thể nói được cả hai ngôn ngữ. Lần nữa xin cảm ơn các bạn đã xem video và mong các bạn hãy like, share và subscribe, ấn nút đăng ký để có thể cho mình thêm chút động lực để làm tiếp các bài học tiếp theo cho các bạn. Lần nữa xin cảm ơn các bạn.